năm mới bắt đầu, hứa hẹn một mùa mới bội thu. Xin thần Demo hãy đến với chúng tôi. Đây là lễ tín dâng y tế lên cho Ngài. Xin đến cùng chúng tôi. Xin thần bảo vệ mùa màng, bảo vệ những vụ đi săn mồi của chúng tôi. Không, xin đừng, đừng xin tha cho tôi. Xin giúp tôi. Trong năm mới đầy hy vọng này, chúng tôi xin kính dâng lên thần máu và hy tế của nô lệ trinh nữ đầu lòng này. Chúng tôi cầu xin thần tiếp tục chúc lành cho chúng tôi và cho miền đất đã được trao phó cho chúng tôi. Xin làm ơn, xin đừng, xin tha cho tôi. Hãy ngưng lại. Tôi đến nhân danh Thiên Chúa đích thật. Dân Ái Nghĩa Lan ở vùng này đang phải sống dưới ách nô lệ, sợ mất hạnh phúc, sợ cương quyền, sợ tôn giáo, sợ trở thành hy tế cho thần. Đừng bao giờ để máu kẻ vô tội phải đổ ra trên bàn thờ tế thần này nữa. Không bao giờ nữa. Không bao giờ nữa. Đủ rồi. Đủ rồi. Đủ rồi. Chúng ta đã được báo cáo về tình hình đang thay đổi. Điều chúng ta trông đợi là hành động ngay bây giờ. Chúng ta đang bị lừa đảo bởi tên Patrick này. Hắn đến đây làm người ta tưởng hắn là kẻ vô tội và là một đầy tớ của giáo hội. Bây giờ hắn lại thống trị Ái Nghĩa Lan chẳng khác gì một ông vua. Nhưng trong trường hợp tên này hành xử chẳng khác gì một tên điên. Có một giám mục nâng đỡ hắn trong việc này. Vị này trong quá khứ đã tin tưởng hắn. Giám mục tương lai, chúng ta cần phải xét lại khả năng nhận định và phê phán. Chúng ta phải triệu tập Patrick đến đây để trả lời cho chúng ta. Vâng, đúng vậy, đúng thế. Ái Nghĩa Lan đang tuân thủ luật của giáo hội và La Mã có quyền, chứ không phải là Patrick. Tôi tin rằng nếu chúng ta không ngăn người này lại, hắn sẽ làm cho bán đảo này trở lại không phải quy phục giáo hội Công giáo, nhưng là giáo hội của ông chúa của hắn, giáo hội của Patrick. Liệu chúng ta có thể để điều đó xảy ra không? Dạ không, dạ không bao giờ. Liệu chúng ta có để bọn nô lệ hoành hành, bọn Do Thái trở lại, bọn cướp bóc tự do trên bán đảo này không? Dạ không, không. Hãy đem con người hoang dại này từ miền cao nguyên xuống đây trả lời trước luật lệ của giáo hội chúng ta. Tôi, Patrick, một tội nhân, một người yếu đuối nhất trong cộng đoàn những kẻ tin vào Chúa và bị nhiều người khinh rẻ. Cha tôi tên là Canopus, con của ngài Sompontitus, sống ở bang Bonaventure, Vương quốc Anh. Cha tôi có một khu đồn trú rất lớn ở gần bên. Được rồi, đưa cho tôi. Muộn quá rồi, tội nghiệp con tôi học nhiều quá chắc mệt mỏi lắm. Patrick! Patrick, mẹ biết con không muốn ai phiền con trong khi con học, nhưng con phải ăn chứ. Patrick! Patrick!
lại như thế nữa. Chậm lại. Patrick, đừng chạy mau quá. Chậm lại. Cậu điên rồi, đủ rồi. Anh điên rồi. Đâu phải lúc nào mình cũng được tự do như thế này đâu. Tự do cái kiểu này dễ gãy cổ lắm đấy. Đôi khi mình cũng có cảm giác vấn đề của cậu là cậu nghĩ hơi nhiều đấy. Cậu nghiêm quá, nhông cụ non. Còn cậu thì chẳng nghĩ gì. Càng ngày cậu càng gặp nhiều rắc rối đó. Mình muốn cậu xem một cái rắc rối kìa. Ai nói với cậu về chỗ này? Andrina, coi chừng cậu phải chọn bạn mà chơi đấy. Mình đâu thấy ai tốt hơn Andrina đâu. Cậu không biết đâu. Cậu biết không, sắp có một lễ. Thế à? Sao à? Lễ lương dân mừng năm mới. Trong buổi giao thừa, thần đêm bắt tay với thần ban ngày. Mình muốn khuyên cậu những điều có ý nghĩa. Patrick hãy hứa với mình là cậu không bao giờ dính dáng gì đến những vụ như thế này. Dĩ nhiên là không. Patrick, tất cả những rắc rối xảy ra cho cậu cho đến bây giờ không thể nào so được với những cái lôi thôi cậu sẽ bị nếu cậu dính dáng tới vụ này. Brilliant. Mình đã nói với cậu rằng mình có khả năng. Rắc rối chẳng ăn nhầm gì với mình cả. Còn có bao giờ đánh giá được những gì cha mẹ làm cho con không? Con có nghĩ rằng tất cả những thứ này từ trời rơi xuống à? Ông nội của con đã hết sức làm việc để một khi khá hơn ông ấy có thể thăng tiến cuộc sống của chính cha. Và tại sao tất cả những thành quả hôm nay ở đây cho con? Nhưng không phải là một ngày kia con sẽ trở thành gánh nặng trên vai cha mẹ và hưởng thụ một cách vô ích với sự lười biếng ngu dốt bất lực của con, sống một cuộc đời tạc trách. Thưa cha, có một lý do chứ? Không, chẳng có lý do nào. Lúc nào con cũng có lý do. Anh nói với Brilliant rằng bạn thân nhất của nó hôm nay là lần cuối cùng để hai đứa gặp nhau đấy. Nhưng Brilliant chăm học và thông minh hơn Patrick rất nhiều. Brilliant đã biết chụp mọi thời cơ, không được may mắn như con của mình. Trong mỗi thế hệ, người cha luôn luôn phấn đấu để con cái sẽ được thành công hơn chính mình. Không phải như con nghĩ đâu con ạ. Canopinius, anh đừng nghiêm khắc quá. Tôi thấy chán lắm rồi. Quân đội La Mã đã giải phóng chúng ta và vương quốc của anh được tự trị. Chúng ta có bọn sắc sân tấn công một phía và bọn thổ tấn công mặt kia. Và con phải có một tương lai. Con phải tự chọn lấy. Ở trên bán đảo này hay là ở bất cứ nơi đâu khác, trong cuộc sống chỉ có một chọn lựa: làm thủ lãnh hay làm nô lệ. Con muốn đằng nào? Con xin hứa con có lỗi, nhưng con sẽ học giỏi hơn. Con sẽ không bỏ học nữa. Con sẽ hứa mà. Không có nghỉ học nữa đâu. Canopolius, anh thấy Patrick đã hối việc nó làm rồi. Hãy cho con một cơ hội đi. Em có ý nói thêm một cơ hội nữa chứ? Patrick, con thấy cha con chỉ lo hạnh phúc của con mà thôi. Vâng, thưa mẹ. Và con phải hứa con sẽ chăm học hơn. Vì tương lai của con không phải của mẹ. Con xin hứa, con sẽ không rời mắt khỏi sách cho dầu chỉ là để mỉm cười với mẹ. Và con sẽ cố đạt điểm cao trong kỳ thi của con. Sao? Bọn này phạm tội à? Thế còn cậu đến đây để làm gì vậy? Tụi tớ đâu phải đi tìm cậu đâu. Đồ hèn.
Xem thế nào là phạm tội đấy. Dĩ nhiên rồi, sợ mẹ biết chứ gì. Sao bà lại tốt lành thế? Cứ đến đây mà xem. Đây là một cảnh tượng không bao giờ có thể quên được. Không, không thể được. Bạn cho rằng tụi mình đến đây để xem mặt trời mọc chắc rồi về nhà? Đi với bọn mình đi Patrick. Không, mình không đi được. Lại đi, không đừng. Chúng con cầu xin Ngài, hỡi thần của các thần, chúng con cầu xin và chờ đợi đến ngày Ngài sẽ cai trị thế giới này. Xin cho đất đai được màu mỡ và xin Ngài hãy là vua của chúng tôi. Chúng tôi cầu xin Ngài vì hạnh phúc của chúng tôi, hãy đặt tay Ngài trên vùng đất này. Cầu với thần của bóng tối, hãy cầu với thần Sanvin, xin hãy cầu với thần của cõi âm ti, đấng làm chủ đất của chúng ta và biến nó thành màu mỡ. Patrick đi về thôi. Hãy đuổi theo nó. Lối này. Chết rồi thằng chó. Mày sáng sủa lại. Mày sẽ dẫn chúng tao trở lại đảo này. Đứng dậy đi thôi. Còn trẻ, tôi đã bị bắt. Trước khi tôi có thể hiểu phải làm gì, phải tránh gì, và trước khi tôi biết Thiên Chúa thật, tôi bị bắt tới một đảo nọ với rất nhiều người. Và chúng tôi đáng bị như vậy bởi vì chúng tôi đã xa lìa Thiên Chúa, và Ngài đã trút cơn giận của Ngài xuống trên chúng tôi. Mày hung hăng lắm. Tao luôn thích chị những thằng bất trị như mày. Cha tôi làm việc trong quân đội La Mã lâu năm. Ông ấy có nhiều bạn. Chẳng có thằng lính La Mã nào trên vùng đất này đâu.
Bao nhiêu, Allison? 4 đồng tiền vàng. Cha tôi sẽ trả ông gấp 10 lần nếu ông cho tôi về. Thằng này bị điên rồi, nhưng nó có thể làm việc trong đồn điền của tôi. Tôi trả 3 đồng vàng. Không được. Xin cô giúp. Tôi muốn nhắn tin cho cha tôi. Tôi sống ở thành phố Banavun Tabernan, miền đông của nước Anh. Cha tôi là người quý tộc ở đó, tên ông là Caponius. Cô này không giúp được gì. Luna là một nô lệ tốt. Cô ấy biết rằng theo luật, một nô lệ đi lang thang không có chủ ở trên đảo này sẽ phải chết. Tôi sẽ cho nó làm việc ở khu đông của đồn điền của tôi. Mày chăn đàn vật ở đó, xin tuân lệnh. Rồi cha mày sẽ trả tao 10 lần giá này. Con của một nhà quý tộc mà. Bọn anh lúc nào chẳng có những thằng điên. Patrick, cút đi. Patrick, tôi là Lula, chắc anh nhớ tôi, cô gái nô lệ ở trong làng. Tôi mang đồ ăn đến, cha tôi đã cho tôi. Mỗi tháng một lần được xuống làng dự hội chợ trong làng, anh có nhớ không? Hôm nay anh đói lắm phải không? Anh phải chấp nhận số phận của một nô lệ chứ. Nô lệ à? Không. Tôi sẽ nói cho cô biết tôi là ai. Tôi chết rồi và đây là hỏa ngục. Không, đây chỉ là Ai Nhĩ Lan thôi. Đây là một tỉnh khác và anh là người Ai Nhĩ Lan. Cút đi! Tôi biết anh nói sự thật. Anh chưa từng sống nghèo khổ và làm đầy tớ. Thế nhưng anh phải chấp nhận. Hay là anh phải hóa điên? Cha tôi nói chúng ta sẽ lấy nhau, sẽ có con. Có lẽ anh sẽ nhận được việc làm tốt hơn, rồi cho em sẽ mang lại cho anh phần thưởng. Tôi cần quái gì đến phần thưởng của cha cô? Nhìn tôi đây này. Tay tôi nổi chai lên rồi. Tôi bị lạnh, tôi bị ướt, tôi bị đói. Đầu tôi luôn hỏi bao giờ tôi mới ra khỏi nơi này. Tình hình còn tồi tệ hơn, ít ra anh còn sống thì sao nào? Cái đó là tùy anh. Cuộc sống là một ân huệ, cho dù khiêm hạ đến đâu đi nữa. Em phải đi đây. Ông chủ mà biết em ở đây, ông ấy sẽ đánh đòn em. Ngày mai em sẽ đưa đồ ăn nhiều thêm. Lula, cảm ơn em. Em sẽ giúp anh Patrick. Ôi lạy Chúa, tại sao lạy Chúa? Lạy Cha trên trời, xin hãy nhìn xuống con đây. Đứa con hoang đàn của Cha. Con là con chiên tệ bạc nhất, con là tội nhân ghê gớm nhất. Xin hãy thương xót con. Xin hãy thương xót con. Xin hãy nghe tiếng con kêu. Xin hãy nghe tiếng khóc than của con. Patrick, con hãy chịu đau đớn trong bình an. Chúa ở với con và Ngài đã chọn con để làm công việc của Ngài. Con bị sao thế này? Tôi biết chắc một điều. Trong sự yếu hèn của tôi được trở thành như một đá tảng chìm sâu trong bùn. Và Chúa nhân từ đã đem tôi lên, đặt tôi lên trên đỉnh thế gian. Như thế tôi trở nên mừng vui, dâng lời cảm tạ Thiên Chúa của tôi. Tôi đi chăn cừu,
mỗi ngày. Và càng ngày tình yêu thánh giá nơi tôi càng lớn mạnh, tinh thần của tôi ở đó. Và kết quả là tôi đã dâng lên cả hàng 100 kinh mỗi ngày. Và khoảng đó ban đêm, tôi cũng đã lên rừng vắng trên núi và thức suốt đêm để cầu nguyện đến sáng trong mọi thời tiết. Và tôi chẳng thấy đói nữa, không mệt mỏi, bởi vì bây giờ tôi nhận ra rằng Thiên Chúa đang thực sự sống trong tôi. Lula, chào Patrick, em đi dạo với tôi không? Vâng, em thích lắm. Lâu rồi mình chưa gặp lại nhau. Em bị đưa đi nơi khác, em sẽ trở lại núi ngay chứ phải? Có một thần khí, anh muốn giải thích cho em, nhưng tự mình làm anh thấy khó quá. Anh kia, anh, tên hắn là gì? Thưa ngài là Patrick. Dân làng kêu anh ta là chàng trẻ thánh thiện. Dầu sao anh không ở lại trên núi, à tôi muốn xuống đi mua đồ ăn. Đoàn vật rất là khỏe, còn tôi cũng phải chăm sóc cho mình nữa chứ. Sao mày ăn nói ngang tàng thế? Tao xem mày có vẻ sung sướng làm nô lệ lắm. Mày không sợ tao à? Anh có biết tôi có quyền sống chết trên anh hay không? Tôi là đầy tớ của ông chủ, nhưng tôi cũng là đầy tớ của Chúa. Ngài chính là ông chủ tôi đã chọn để phục vụ. Ông chủ tôi đã chọn đã nói rằng nếu anh em muốn người ta làm thế nào cho anh em, hãy làm thế cho người ta. Hãy giết thằng nô lệ này đi. Mày chưa sợ tao à? Tôi chỉ sợ đấng vĩ đại hơn ông rất nhiều. Khoan đã, tao chẳng dại gì mà ném tiền đi khi tiền đó dùng để mua một thằng nô lệ để chăn chiên cho tao. Patrick, ông ta có thể giết anh, nhưng ông ấy đâu có giết. Làm sao anh chắc được? Tôi không thể giữ im lặng chuyện Chúa đã ban cho tôi biết bao nhiêu đặc ân thời gian tôi bị bắt làm nô lệ. Tôi chẳng đáng được những ân ban đó trong thời gian Chúa thử thách tôi trong kiếp tù đầy của tôi. Ngài ban điều tôi chưa từng mong đợi, tôi chưa hề tưởng tượng trong tuổi niên thiếu. Patrick, thuyền của con đã sẵn sàng. Lula, Lula lại đây. Patrick, anh đến đây làm gì? Anh cũng chắc đàn ra xúc xác. Anh đi đây. Cái gì? Anh nghe tiếng. Anh mơ. Anh không giải thích được, nhưng tiếng ấy bảo anh phải ra đi. Hãy đi với anh. Hình phạt cho nô lệ bỏ trốn là tử hình. Anh biết là anh phải làm như thế, thế nhưng xin làm ơn đi với anh. Em mong em có được sự can đảm của anh. Đây không phải là can đảm, đây là một niềm tin. Xin Chúa chúc lành cho anh và chuyến đi của anh. Có người lại kìa. Đừng bao giờ quên anh. Tôi đã trốn khỏi người đàn ông đã làm chủ của tôi trong vòng 6 năm. Và tôi đi theo sự linh hướng của thần khí. Chủ thuyền đâu anh? Tên anh là gì? Tôi là Patrick. Tôi được Chúa nói là các vị sẽ đưa tôi an toàn về đất nước của tôi. Thật thế à? Với Chúa hướng dẫn và với bộ dạng này, chắc chắn chúng ta sẽ đi an toàn đấy. Nhưng mà tôi không có tiền. Thế thì Chúa của chú sẽ cho em tiền. Chúa của em đợi ở nhà sao? Các anh từ chối à? Phải, tôi từ chối. Lạ thật. Liệu chú muốn một điều rồi lại bị từ chối à?
Các anh muốn nói không thì đó là quyền của các anh. Đó là giữa các anh với Ngài. Nó làm gì vậy? Cầu nguyện với chú của nó à? Nó nói đúng đấy. Cho nó đi chứ. Cho nó đi miễn phí. Có điên không đấy? Nhưng nếu chú của nó phạt mình thì sao? Chúng ta đã trả tiền nộp cho thần đất và thần biển rồi mà. Lại thêm cái tên chúa này thì lấy tiền đâu mà trả nữa? Không. Này, nếu Chúa của anh bằng lòng thì chúng tôi đi đây. Nhưng chúng tôi đưa anh đi với chúng tôi. Cầm lấy và đi đường bình an. Có đứa nào thế này? Charlie. Patrick. Con. Cha mẹ đã tưởng mất con luôn rồi. Con luôn được bằng an trong bàn tay của chú. Bà nó ơi, bà nó ơi, con mình về rồi. Nó trở về. Thôi mà, tôi có thể tự mặc được. Bà bảo tôi phải chăm sóc cho cậu. Cũng may tôi vẫn còn nhớ cách mặc quần áo đẹp. Chắc chắn là vẫn nhớ. Cha mẹ đang chuẩn bị một bữa tiệc mừng. Sau cùng nhà này lại cử hành được lễ mừng. Con có muốn gì đặc biệt không? Con cần một ít thứ. Bất cứ điều gì. Bất cứ điều gì con muốn. Có một điều trong nhiều năm con ước ao nhưng chẳng bao giờ được. Cứ nói ra và con sẽ có một cuốn thánh kinh để con có thể đọc lời Chúa và hiểu điều gì đã xảy ra cho con. Dĩ nhiên rồi. Được. Các bạn thân mến, đã từ lâu nhà này không có niềm vui của Patrick hiện diện. Vợ tôi và tôi rất vui. Patrick, con trai của chúng tôi đã trở về khỏe mạnh bằng an với chúng tôi. Và tôi xin mời mọi người nâng chén mừng nó đã trở về giữa chúng ta. Chúc sức khỏe và niềm hạnh phúc của việc nó trở về. Hạnh phúc. Các vị là ai vậy? Chúng tôi là tiếng nói của Ái Nhĩ Lan. Chúng tôi xin anh tuổi trẻ thánh thiện xin đến và trở lại giữa chúng tôi, trở lại bán đảo à. Xin hãy trở lại với chúng tôi, Patrick. Chúng tôi xin anh hãy dạy dỗ chúng tôi, hãy chữa chúng tôi lành, hãy giải thoát chúng tôi. Không đâu, xin đừng yêu cầu tôi như thế. Patrick, con ơi, có gì vậy? Con tôi, ô con tôi, lại đến với cha đi. Đã đến lúc phải chuẩn bị nghiêm túc hơn cho cuộc sống. Đã bị ngưng trệ khi con ra đi. Tài sản của cha thăng tiến và đất đai chúng ta đã nới rộng gấp 10 lần trước. Cha sẽ tạo mọi điều kiện để việc học dở dang của con được đền bù một cách tối ưu. Con biết con cần phải đi đâu, phải học cái gì. Thế đấy, tới đất Goloa, Auxerre.
Ốc sê sao? Một tu viện à? Bạn Brilliant của con đang học ở đó. Nhưng cậu ấy sẽ trở thành linh mục mà. Phải. Không. Xin cha, tôi nói tôi cấm chuyện đó. Tại sao đầu óc của con lại bệnh hoạn tới cỡ đó? Cha biết những năm làm nô lệ đã đánh hỏng con. Nhưng bây giờ mình đã trở về nhà rồi. Bây giờ mình phải nhìn thời cuộc trong chính thực tại của nó. Patrick, con là con duy nhất của cha. Cuộc sống nghèo khổ, thanh khiết, vâng phục, làm sao có thể thay thế được cuộc sống giàu sang, có quyền lực? Đấy không phải là cái chọn của con. Thưa cha, đây là tiếng gọi con nghe rất rõ. Con có nhiều thị kiến. Thị kiến à? Những thị kiến đó tiêu hủy đời con. Chính thị kiến đó đã dẫn con về nhà. Con tin vào nó và bây giờ con ở đây. Và bây giờ thị kiến lại kêu con trở lại và con tin vào nó. Cha phải hiểu con. Hãy ráng hiểu cái này. Nếu con làm chuyện đó, con không còn phải là con cha nữa. Không thể thế được. Không đời nào như thế được. Đây là chuyện con phải làm. Con có những người đang cần con. Patrick con, mẹ xin con đừng rời nhà này. Mẹ ơi, mẹ biết con yêu mẹ. Mẹ không thể mất con thêm một lần nữa. Con van mẹ, đừng có tôi. Ôi, con hãy ở lại. Không thể được. Mẹ biết đấy. Con sẽ luôn mang mẹ theo trong tim con. Patrick. Patrick, chúng ta không thể để sự việc diễn tiến thế này. Cha xin lỗi vì những gì cha đã nói với con. Cha biết con tin rằng đây là ơn gọi của con. Được rồi. Cha chúc lành cho con. Hãy ra đi trong bình an. Tôi đã hành động ngược lại ý muốn của cha mẹ tôi, nhưng dưới sự hướng dẫn của trời cao, tôi có đủ sức mạnh để đi con đường của mình. Tôi biết tôi đã được những ân huệ đó để rất nhiều người sẽ được sáng soi. Brilliant! Brilliant! Patrick! Patrick, đúng là cậu đây rồi. Chuyện của con gay cấn lắm. Và con đã chịu nhiều đau đớn với người Ái Nhĩ Lan. Nhưng con rất thương họ. Tận đáy lòng họ là những người tốt, nhưng họ cần được soi sáng. Con có biết ơn tha thứ. Cha không nghi ngờ gì về sự thành thật của con. Cha tin chắc rằng con đã được gọi để phục vụ Thiên Chúa. Và con được nhận vào đây. Vâng, con sẽ bắt đầu học ngay. Patrick, con đã mất bao nhiêu, 6 hay là 7 năm học? Kiến thức trở nên khó tích lũy hơn đối với con. Con phải chấp nhận sự kiện là con sẽ không bao giờ có thể hoàn thành việc học được cần thiết cho một linh mục. Con có thể ở lại đây như một thầy trợ sĩ nếu con muốn. Thưa cha, con phải trở thành linh mục bởi vì con sẽ là giám mục của Ái Nhĩ Lan. Một giám mục à? Vâng. Như thế con có thể truyền chức cho người Ái Nhĩ Lan thành linh mục và tiếp tục cái công cuộc dạy dỗ và quy đạo cho người Ái Nhĩ Lan. Con chẳng biết gì về tình hình xã hội hiện nay cả. Con đã là nô lệ trong vòng 6 năm vừa qua. Nhưng con biết chắc một điều. Con đã được chúc phúc và đã được chọn để hoàn tất công việc này.
Con là một đầy tớ khiêm nhường và vâng phục. Nếu con phải học thì con sẽ học. Con sẽ cầu nguyện và học hành, sẽ giúp người nghèo ngày đêm, cho tới khi Đức Chúa sẽ uốn nắn con, tức là con sẽ sẵn sàng trở về Ái Nhĩ Lan. Và Đức Cha phải hiểu rằng điều đã được truyền cho con sẽ được thực hiện. Con sẽ là giám mục Ái Nhĩ Lan. Con hãy đến với cha Ignatius và nói với ngài rằng cha muốn con vào nhà tập. Con sẽ được học để chịu chức linh mục. Cảm ơn. Con xin cảm ơn. Patrick, học không dễ đâu. Dạ con biết. Con đi đi. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn Đức Cha. Tôi bị một bí mật dằn vặt quá. Lần đó anh còn nhớ, khi mình còn nhỏ, mình đã đi lễ lương dân. Mình nhớ. Mình phải thú tội. Đêm đó khi mình trở lại với nghi lễ bên lương, mình không phải chỉ là quan sát, nhưng mà còn dự phần vào đó. Thờ cũng ngẫu tự. Tội đó nặng lắm. Mình biết tội mình nặng lắm. Hiến máu người cho lương dân. Nhưng mình quyết chắc một điều, Chúa đã tha cho bạn rồi. Chúa tha rồi. Việc đền tội của bạn đã được thực hiện năm bạn bị bắt làm nô lệ. Bạn đã được tha rồi. Mình hứa là nếu Chúa tha thứ cho mình, mình sẽ trở lại đảo Ái Nhĩ Lan và sẽ đem ánh sáng kiến thức cho dân chúng ở đó. Đó là một lời hứa đáng để giữ lắm. Hôm nay tôi đã vươn lên với sức mạnh của thiên đàng, ánh sáng của mặt trời, ánh sáng của mặt trăng, tiếng hát du dương, tốc độ của sấm sét, sự dịu hiền của gió mát, lòng sâu biển cả, độ màu mỡ của trái đất, đá tảng chắc chắn. Hôm nay con được đưa lên tới sức mạnh của chính Chúa để hướng dẫn con. Quyền năng của Ngài đã nắm lấy con. Sự khôn ngoan của Ngài đã hướng dẫn con. Mắt của Ngài đã nhìn đi trước con. Thuẫn Ngài sẽ bênh đỡ cho, bảo vệ con khỏi mọi kẻ muốn điều giữ cho con, xa hay gần, một mình hay giữa đám đông. Hôm nay con sẽ vươn lên đến sức mạnh toàn năng. Nhiều năm đã trôi qua, nhưng chưa có cơ hội nào để tôi trở về Ái Nhĩ Lan. Thưa Đức Cha, Giám mục Kemalis, đừng vội Patrick, cha sợ cha làm con mất kiên nhẫn. Con xin trao đổi một điều thưa Đức Cha. Được con ạ, con đã nghe nói có một vị sắp tới thăm chúng ta. Ồ thế đấy, ngài là đại diện của La Mã, Giám mục Palladius. Hiện ngài được sai tới Ái Nhĩ Lan để thiết lập giáo hội ở đó. Ồ, con nắm thông tin rõ lắm con ạ. Chỉ có một điều là cha biết rõ giấc mơ của con muốn trở lại Ái Nhĩ Lan. Chẳng có ngày nào mà cha không nhớ tới nó. Và con phải đấy Patrick, đây có thể là cơ hội cho con. Nếu con có thể gây ấn tượng với Đức Cha Palladius vì nhiệt tình của con, ngài có thể là cơ hội để con trở lại Ái Nhĩ Lan. Có lẽ cơ hội để thực hiện giấc mơ của con sau cùng cũng đã tới. Mời vào. Vào đi Patrick, mời vào. Palladius, con xin giới thiệu Patrick với Đức Cha. Tốt lắm, tốt lắm. Chúng tôi đã đi nhiều ngày lắm rồi. Ngày mai chúng tôi lại lên đường. Nên xin làm ơn nói ngắn thôi. Vâng thưa Đức Cha. Như Đức Cha Kamalis đã giới thiệu, con đã bị bắt giam ở Ái Nhĩ Lan trong vòng 7 năm, làm nô lệ, chắc chắn rồi. Tội cho anh quá, tội quá.
Con nhớ lại họ là những lương dân với tình yêu cao cả nơi con tim của họ. Con biết họ từng thờ lại ngoại thần và từ lâu con đã ước ao được trở lại đó. Con tin chắc rằng cõi lòng của họ luôn rộng mở và họ sẵn sàng. Họ phải được giải thoát khỏi sự ngu dốt và chế độ nô lệ. Đúng là một dòng giống đáng thương. Thưa Đức Cha, con tha thiết nguyện xin để cùng được đi với Đức Cha đến đó. Từ lâu con đã có thị kiến. Thưa Đức Cha, câu 19 chương 28 phúc âm Matthew, Chúa sai chúng ta đi rao giảng tin mừng muôn dân, rửa tội cho họ và dạy cho họ tuân giữ mọi điều Chúa truyền cho chúng ta. Và này, ta sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Ồ, trái giỏi, rất giỏi. Cha Patrick là thành phần sốt mến và có nhiều khả năng nhất trong cộng đoàn của chúng con đấy. Tôi thấy Đức Cha Camillus đây giới thiệu cha với lòng tôn trọng đặc biệt. Chúng tôi cũng nhận ra giá trị đặc biệt qua lời giới thiệu của ngài. Thế nhưng tình hình ở Anh Nhĩ Lan thật là tế nhị. Dầu sao giáo hội và tôi, chúng tôi có đường lối khá mềm mỏng và chính quyền nước Anh, và chúng tôi sẽ bắt đầu thiết lập giáo hội tại Anh Nhĩ Lan. Lúc đó chúng tôi sẽ nhớ đến cha và mời cha đến làm việc với chúng tôi. Nhưng thưa Đức Cha, lúc này chỉ có thế thôi, thưa cha Patrick. Thưa Đức Cha, con xin cảm ơn Đức Cha đã tiếp con. Và con chờ đợi để được đi làm việc với Đức Cha ở Anh Nhĩ Lan trong tương lai. Tôi xin trao tặng một viên kim cương, một viên ngọc bích với giá trị thật lớn trước mặt Chúa và con người. Sự giải phóng các vị khỏi tội lỗi và những thầy giảng thánh thiện để giảng giải con đường giao ước mới, cũng như văn minh của cái thế giới chúng tôi đang được hưởng. Khác vì ở đây, cái dân bán khai này, các vị sẽ học cách yêu thương lẫn nhau, rồi mọi người sẽ rèn gươm đao thành cuốc cày. Chúng tôi biết đó là các cái công cụ họ gọi thế, có phải không? Họ gọi cái nông cụ. Ông nhìn phía sau tôi đây này, xếp hàng trên vách lều của tôi. Vâng, thưa tù trưởng, đấy là những gì còn lại của địch thủ của tôi. Thế đấy, một bộ sưu tập thật là đẹp. Nếu thêm được cái đầu của ông vào đấy thì tôi cũng thích lắm đấy. Cút đi thằng khốn, đừng vác mặt cho mày trở lại đây nữa. Patrick, cha đã nhận được tin rất tuyệt. Giám mục Palladius đã đến Anh Nhĩ Lan và phải kinh hoàng bỏ chạy. Ngài đã trở về La Mã và Ngài đã qua đời rồi, về với Chúa hằng sống. Đức cha Palladius đã chết rồi. Bây giờ Anh Nhĩ Lan không có giám mục, và như thế vấn đề không tìm ra giải pháp giữa Anh Quốc và La Mã, việc tìm người thay thế trở thành một vấn đề rất khẩn trương. Và Đức Thánh Cha đã yêu cầu để cha phải tìm ra được người thay thế. Và cha có ứng viên chưa? Từ một danh sách các ứng sinh rất ngắn, nói đúng ra rất ngắn, chỉ có một tên thôi. Cha rất sung sướng để chọn con làm giám mục của Anh Nhĩ Lan. Chúc mừng con. Cha chưa thấy ai lại được chọn mau và xuôi thuận như thế. Patrick. Con xin lỗi, thưa Đức Cha. Thời điểm của con sau cùng đã đến.
Tôi đã được nâng lên hàng những vị khôn ngoan và uyên bác, được chọn để phục vụ lương dân mà Chúa đã dành sẵn và đem lại cho tôi từ nay cho đến suốt đời tôi. Thưa Đức Giám Mục Patrick, Richard Quinton, xin mời Richard xuống. Hãy đợi ở đây. Đức cha Palladius nói chúng con luôn phải hộ tống Đức cha mọi nơi. Một con chó săn không có bao nhiêu giá trị, nhưng chỉ có thể được tín thác nơi vị chủ chăn thôi. Thế gì ạ? Ngài nói chúng ta phải tin vào Ngài. Xin chào các hiền huynh. Xin kính chào Đức cha. Discipe Patrice. Adventum tuam intente onem che pap. Ut ad Hibernium mit Aris inter nos contulimus. Tôi vừa nói tiếng Latin và Đức cha không hiểu. Tôi nghĩ đó là điều kiện cần thiết để có thể làm giám mục trong giáo hội. Con xin lỗi. Con thứ nhận là con đã dành nhiều thời gian để giúp người nghèo, người bệnh tật hơn là học tiếng Latin. Con là một công nhân hơn là một học giả. Thưa Đức cha. Dầu sao, Đức cha cũng đã được chọn để đại diện cho giáo hội ở Ái Y Lan, một quốc gia rất thân thiết cả với trái tim lẫn với linh hồn của chúng ta, và cũng gần gũi với trái tim của Thiên Chúa. Vâng, tuy nhiên, họ là một sắc dân mọi rợ, vô giáo dục, chẳng đáng để Đức cha phải dấn thân phục vụ. Nhưng xin cho biết, liệu Đức cha có khả năng để soi sáng cho những lương dân mọi rợ Ái Y Lan này hay không? Dạ, con mong là như thế. Tốt. Thưa Đức cha Quinton, xin cho con nói. Thưa Đức cha Patrick, chắc cha biết Đức cha Brilliant. Các vị là bạn hữu từ bé, có phải như thế không? Brilliant, rất mừng được gặp anh. Tôi cũng thế Patrick. Tôi rất mừng sau cùng anh đã thực hiện được giấc mơ của anh trở về Anh, Ireland. Thưa Đức cha, như con đã từng nói, con hoàn toàn tin tưởng lên Patrick. Con tin chắc là Ngài sẽ hoàn thành công tác của mình trung thành với hiệp ước được ký kết giữa La Mã và chính phủ Anh Quốc. Có đúng không Patrick? Vâng, lẽ dĩ nhiên là đúng. Công việc của con làm ở Anh Nhĩ Lan sẽ rất tốt đối với người Anh Nhĩ Lan. Sẽ không hề có chia rẽ hay đối kháng trong giáo hội, con xin hứa như thế. Vâng, đó là lời con hứa. Chúng ta sẽ phải đi một chuyến xa nhưng đã được các giáo mục chúc lành rồi. Xin chúc mừng. Liệu có nhiều khó khăn không cha? Có khó khăn gì đi nữa, chúng ta cứ tin tưởng nơi Đức Chúa và thẳng tiến. Xin chào các hiền huynh. Xin kính chào Đức cha. Discipe Patrice. Adventum tuam intente onem che pape. Ut ad Hibernium mit Aris inter nos contulimus. Tôi vừa nói tiếng Latin và Đức cha không hiểu. Tôi nghĩ đó là điều kiện cần thiết để có thể làm giám mục trong giáo hội. Con xin lỗi. Con thứ nhận là con đã dành nhiều thời gian để giúp người nghèo, người bệnh tật hơn là học tiếng Latin. Con là một công nhân hơn là một học giả. Thưa Đức cha. Dầu sao, Đức cha cũng đã được chọn để đại diện cho giáo hội ở Ái Y Lan, một quốc gia rất thân thiết cả với trái tim lẫn với linh hồn của chúng ta, và cũng gần gũi với trái tim của Thiên Chúa. Vâng, tuy nhiên,
Họ là một sắc dân mọi rợ, vô giáo dục, chẳng đáng để Đức Cha phải dấn thân phục vụ. Nhưng xin cho biết, liệu Đức Cha có khả năng để soi sáng cho những lương dân mọi rợ Ái Nhĩ Lan này hay không? Dạ, con mong là như thế. Tốt. Thưa Đức Cha Quinton, xin cho con nói. Thưa Đức Cha Patrick, chắc cha biết Đức Cha Brilliant. Các vị là bạn hữu từ bé, có phải như thế không? Brilliant, rất mừng được gặp anh. Tôi cũng thế, Patrick. Tôi rất mừng sau cùng mình đã thực hiện được giấc mơ của anh trở về Ái Nhĩ Lan. Thưa Đức Cha, như con đã từng nói, con hoàn toàn tin tưởng đến Patrick. Con tin chắc là Ngài sẽ hoàn thành công tác của mình trung thành với hiệp ước được ký kết giữa La Mã và chính phủ Anh Quốc. Có đúng không, Patrick? Vâng, lẽ dĩ nhiên là đúng. Công việc của con làm ở Ái Nhĩ Lan sẽ rất tốt đối với người Ái Nhĩ Lan. Sẽ không hề có chia rẽ hay đối kháng trong giáo hội, con xin hứa như thế. Vâng, đó là lời con hứa. Chúng ta sẽ phải đi một chuyến xa nhưng đã được các giám mục chúc lành rồi. Xin chúc mừng. Liệu có nhiều khó khăn không, cha? Có khó khăn gì đi nữa, chúng ta cứ tin tưởng nơi Đức Chúa và thẳng tiến. Nhân danh Thiên Chúa hằng sống. Nhìn kia, mau ra khỏi đây đi. Đây là dấu từ trời. Chúng ta có phải làm thế này không? Phải, đây là lấy danh dự cho họ, không phải là cho cha. Ông có phải là Patrick không? Phải, chính tôi đây. Lúc còn trẻ, tôi là nô lệ ở đây. Chú là bé, chú bé thánh thiện. Lâu rồi kể từ thời đó. Nhưng tôi trở lại để giúp cho mọi người thăng tiến cuộc sống. Thưa Ngài, có một người ngoài cổng. Cái gì thế? Người này xưa là nô lệ, nhưng bây giờ trở lại nhân danh Chúa của ông ấy. Làm gì có cái chuyện ngốc nghếch như thế? Patrick, tên ông ấy là Patrick. Patrick à? Patrick trở lại đây à? Phải, Lula. Một người đến nhân danh Chúa của anh ta và đã là nô lệ của ông. May yêu. Điều này đã được nói tiên tri rồi, rằng có một nô lệ sẽ trở lại và sẽ cai trị những kẻ đã cai trị anh ta. Tôi sẽ bị một nô lệ cai trị à? Chết như một nô lệ của một nô lệ à? Không bao giờ. Nhưng tôi phải làm gì đây, mày Dung? Chẳng gì có thể thay đổi, bởi vì đó là lời tiên tri. Như thế đấy. Ông nghĩ tôi có thể chịu đựng được chuyện này à? Dâng cúng tất cả cho một tên nô lệ và vâng phục hắn à? Để hắn cư xử với tôi như tôi đã cư xử với các nô lệ. Hắn nói gì đây? Chúa Giê-xu nói, hãy làm cho người khác điều mà các con muốn người ta làm cho các con. Hãy bắt lấy hắn, đem hắn lại đi cho ta. Mau lên, mau lên. Mau lên, Lula. Anh có biết luật của chúng ta là bất cứ nô lệ nào bỏ trốn đều phải xử tử không? Tôi chỉ muốn ra khỏi đây, là một người tự do. Đấy là lý do tại sao tôi lại đến với Mayuk. Hãy đưa xích lại đây. Chúng ta phải có một nô lệ phải xử. Ông chủ Mayuk sẽ lấy mày làm gương để cho tất cả những con vật nào muốn bỏ trốn sẽ lấy mày làm gương. Bắt lấy hắn. Các ngươi không hiểu rằng tôi muốn gặp ông chủ Mayuk sao? Hãy để ông ấy yên. Patrick, Lula, bạn của tôi. Tôi vẫn thấy anh như ngày xưa, lúc nào cũng gặp rắc rối. Chắc chắn rắc rối rồi. Đây chính là tên nô lệ bỏ trốn.
Lula, xin anh làm lên với Mayuk, nói với ông ấy, tôi muốn lại sự tự do của tôi. Và theo luật của anh ấy, Lan, tôi vẫn là nô lệ của ông ấy. Vâng. Tao sẽ trả thù mày sau. Mày không thể ở lại đây được. Tôi không đến đây. Patrick, nhìn kia. Cháy nhà. Cháy nhà. Xin mọi người lại đây giúp chữa cháy. Giúp, giúp chúng tôi. Có ai giúp không? Xin Chúa thương cứu lấy linh hồn của ông ấy. Đối với ông ấy, tiền của còn quan trọng hơn là mạng sống. Ông ấy muốn chết mà không sợ mất một đồng nào. Ông ấy sợ anh trả thù cai trị ông ấy để trở thành nô lệ của anh. Ông thật tin rằng tôi sẽ bắt ông ấy làm nô lệ à? Không đời nào có chuyện đó. Mày làm chuyện này. Tôi đến trong hòa bình. Không hề có hận thù trong tôi hay trong lời của tôi giảng dạy. Tao sẽ đè bẹp mày. Ông muốn lấy mạng tôi, có phải không? Có phải là như thế không? Vậy thì giết đi. Tôi hiến dâng linh hồn tôi cho chú. Patrick, chúng ta phải rời khỏi đây. Tôi mừng nếu các anh còn sống mà ra đi. Patrick, em biết rằng một ngày kia anh sẽ trở lại. Tôi nghĩ rằng tôi bắt đầu sứ vụ của mình khủng khiếp thật đấy. Ồ, đừng trông đợi nhiều dân ái nghĩa lan này. Chúng tôi làm mọi sự tùy theo ý của các tù trưởng và phù thủy. Thế còn chính họ thì theo ý ai? Đại đế của chúng tôi, vua Lear. Tôi phải tới với thẩm quyền đó. Con vẫn cứ thắc mắc về việc chúng ta đang làm. Con nghĩ có lẽ trước khi đến với đại đế, chắc chúng ta phải nên tìm đến với các lực lượng khác để hỗ trợ chúng ta lập một đạo quân à? Đúng vậy. Con nghĩ một số nào đó. Thầy nhớ lại Damien đã đi vào hang sư tử. Hang sư tử. Phải, đúng là sư tử. Ông ơi, hãy đợi. Xin đợi. Chắc là một thủ trưởng nào đó mời chúng ta trở lại để tham dự lễ tế thần. Không phải. Đây chính là môn sinh Ái Nhĩ Lan đầu tiên đấy. Xin chào. Chào. Em muốn gì đây? Tên cháu là Benignus. Cháu sống một mình trong rừng này. Và cháu muốn đi theo. Một câu hỏi giản dị. Tại sao? Bởi vì cháu tin vào công việc của các vị. Tại sao? Bởi vì cháu tin vào điều các ngài đang làm. Tại sao lại hỏi tại sao? Bởi vì cháu tin vào ai có khả năng làm đầy tim con người ta với tình yêu thương và sự tha thứ, thay vì cứ phải báo thù. Cháu thấy ông đã liều mạng sáng nay cho niềm tin của các ông. Và cháu cũng muốn đi theo tin vào điều đó nữa. Một câu trả lời rất hay. Đây là Sonius, đây là Auxilius, còn tôi là Patrick. Con xin các vị hãy cho con đi theo. Con vừa là môn sinh vừa là đồ đệ. Con sẽ làm được nhiều hơn thế nữa. Tương lai của con là ở với chúng tôi. Ta đi thôi. Muôn tàu đại đế Lear, đã đến lúc chúng ta dâng hiến thần mặt trời lễ tế. Mọi chuyện trên trái đất này sẽ được soi sáng. Bây giờ thần xin bệ hạ hãy thắp ánh sáng lửa thần ta ra để qua ánh sáng của đế chế bệ hạ, mọi bóng tối sẽ được xua tan. Tâu bệ hạ, có ánh lửa. Có gì thế? Tâu bệ hạ, kia trên ngọn đồi. Xin mời đi lối này. Có lửa ở trên kia, xin bệ hạ nhìn. Xin nhìn. Ngọn lửa đó chẳng phải bắt nguồn từ lửa của thần mặt trời. Được rồi,
Lửa càng ngày càng lớn hơn, càng nóng hơn, để cho tất cả bán đảo này biết rằng đêm nay chúng ta thắp sáng ngọn lửa để mừng lễ vượt qua của Chúa chúng ta. Hãy nâng tâm hồn lên. Adoremus in eternum. Muôn tâu bệ hạ, điều này đã được tin báo trước, ta không thèm nghe nữa. Muôn tâu thánh thượng, chúng ta không thể coi thường những lời tiên tri được. Nếu ngọn lửa này không được dập tắt đêm nay, ngọn lửa người lạ mang tới sẽ đốt cháy bán đảo của đế chế bệ hạ, và vương quốc của bệ hạ sẽ sụp đổ. Vương quốc ấy sẽ bị hủy diệt. Cái gì? Xin bệ hạ miễn chấp. Điều tiên tri nói chẳng phải là điều chúng ta mong. Hãy tới đó, hãy giết chết bọn thắp sáng ngọn lửa đó, và hãy mang đầu chúng về đây cho chấm đi đi. Một thiên thần đã nói với ông, tại sao lại đi tìm kẻ chết, người giờ đây đã sống lại? Đừng quên rằng chúng ta được đấng tối cao sai tới đây. Hãy tin tưởng, hãy mạnh sức. Bình an ở cùng anh em trong đêm phục sinh này. Ai đốt lửa này? Tôi đốt. Tôi là Patrick. Hãy giết tên này đi. Hãy tắt ngọn lửa này đi. Và chúng ta hãy thờ. Đừng cầu xin thần của mi trước mặt ta. Hỡi ngọn lửa, hãy biến đi. Ta cầu khẩn thần Lu. Ông ta chết rồi. Hãy giết hắn đi. Hãy nói với vua của ngươi rằng ta muốn nói chuyện với ông ấy. Hãy nói với ông ấy rằng ta có sứ mạng giải thoát dân Ai Nhi Lạt khỏi thế giới tăm tối để đến với thế giới ánh sáng. Vậy thần của hắn mạnh hơn thần của ta. Tốt lắm. Hãy nhắn tin cho hắn. Nói à, hắn tới đây. Ta muốn nghe về ông thần này, và ta muốn trở lại đạo của hắn. Thưa vua Lear, đừng cãi lên ta. Có lẽ Patrick có tham vọng cai trị bán đảo này. Ta sẽ lừa hắn đi vào cái rừng này, rồi phục kích giết chết hắn. Hắn sẽ biết các thần của ta mạnh tới cỡ nào. Nhưng Đức Cha đã học tất cả những thứ đó ở đâu? Con quên mất một điều Solemnus. Có Chúa ở với ta. Thế nhưng bình thường Chúa đâu có làm phép lạ cho các linh mục hay giám mục. Tôi không nói rằng tuyệt đối mà nói các ngài không làm được. Tôi chỉ muốn nói rằng Patrick đã có ai đây này? Shh. Có gì vậy? Con theo bảo vệ Đức Cha. Nào, hãy nắm tay vào đây. Tấn công! Họ tới đây rồi mà. Họ vừa mới ở đây mà. Đây lại là trò quỷ thuật của tên này. Chúng ta phải tìm và giết cái thằng khốn có tên là Patrick đó. Có bắt được hắn không? Xin đừng hỏi. Người thánh thiện và ba người khác đang tới phía chúng ta kìa. Thổi kèn báo động. Patrick, chúng ta có nên gặp Vulia không? Cha đã quyết định. Đến lúc chúng ta phải đối diện ông ấy. Bây giờ chúng ta bước đi vào hang sư tử đây. Hãy giữ vững đức tin, cha sẽ cố gắng. Thần khí của Chúa ở với chúng ta. Để hắn cho ta. Các ngươi giết bọn kia. Mày muốn chết hả? Nhân danh Chúa, tôi muốn. Vậy thì chết mẹ mày đi. Vua Lear, tôi là Patrick. Tôi đến đây để cứu dân chúng Anh Hy Lạp. Sao lại mày dám vào đây à? Ta sẽ cho nửa vương quốc cho ai giết được nó. Tôi không sợ lời ông đe dọa.
hắn đã lập ma thuật cho cả thuộc hạ của hắn nữa. Vậy thì anh hãy giết hắn đi. Tôi chỉ muốn Đức Chúa sẽ bảo vệ chúng ta. Chúa của ngươi có quyền năng như vậy là Chúa nào? Ngài là đấng tạo dựng nên muôn loài. Và thánh ý của Ngài là tôi phải dẫn dân Ai Nhĩ Lan đến với Ngài. Bắt đầu từ ông, thưa vua Lear. Ngươi có thể dùng ma lực của ngươi để chống lại địch thủ của ta, hoặc là trên các lãnh chúa. Tôi không phải là cái thứ khí giới để phục vụ quyền lực trần thế này. Chúa ban cho tôi sức mạnh này để ông có thể nhận biết quyền lực của ngươi. Ngài dạy chúng ta phải yêu thương địch thủ của mình. Yêu địch thủ của mình đấy. Nói hay thật. Tốt, thưa cái người biết yêu cả địch thủ và là bạn của chúng tôi, xin mời nâng ly với chúng tôi trong buổi hạnh ngộ này. Làm sao tôi có thể ôm hôn người toan hại mạng sống của tôi? Xin chúc sức khỏe Ngài. Giết hắn đi. Tên phù thủy này muốn tiêu diệt tất cả chúng ta, ngay cả Telenis, Magnais, các thần của ta nữa. Đúng thế. Bởi vì các ông thờ cúng biển, đá, núi rừng, chính Chúa của tôi đã tạo nên tất cả những thứ đó và coi sóc chúng. Người dám đến để thách đố niềm tin của hàng ngàn năm của chúng ta hay sao? Vua Tô Vệ hả? Xin cho phép thần dạy tên này chân lý của tôn giáo chúng ta. Tôi sẵn sàng nghe bất cứ ai, ngay cả ông nữa. Ông thấy bàn thờ này chưa? Đây là nơi thần thánh ngự trị. Từ đó các ngài đã ban cho cha ông chúng tôi đất đai màu mỡ hàng ngàn năm nay. Bây giờ hãy xem điều gì sẽ xảy ra cho Vua Lear nếu ông ấy bỏ thần này và trở đi thờ lại các thần khác. Nói với Chúa của anh rằng họ hãy cút đi. Chúng ta chẳng cần có ma thuật của anh để sống hạnh phúc. Chúng ta vẫn thích ghét thù địch của chúng ta. Ông có thể làm cho tuyết biến đi dễ dàng như ông đã gọi nó đến không? Không thể được. Các thần minh đã chọn cách đó để tỏ quyền lực của họ. Nếu thế, ông sẽ làm gì nếu chẳng may tuyết rơi trên mùa màng? Tôi chắc chắn rằng như thế người ta có thể sẽ phải đói. Và ông giở trò ma thuật ra để chơi kiểu này. Đối với ta đây chưa phải là thử thách lớn nhất đâu. Chúng ta phải thử với lửa. Đừng làm thế. Hắn sợ. Nếu cần, tôi sẽ nhận mọi cuộc thách đố. Cái thần không biết tên này có thứ quỷ thật nào. Mình sẽ thử ngay trên tên đồ đệ của hắn để xem thằng đó có được chú mà Patrick đang tôn thờ có bảo vệ cho thằng bé không. Tôi xin tình nguyện. Vậy thì cả ông nữa. Ông hãy bước vào trong lửa đó để thử. Hãy tin Benignes, Thiên Chúa sẽ bảo vệ con. Khoan đã. Đây là trò lừa đảo của hắn. Người có ý nói gì vậy? Sau cùng chúng ta mới rõ không phải là Patrick mà là cái áo choàng kia chính là nguyên do của khả năng quỷ thuật. Ngươi hãy đưa cái áo choàng đó cho Luca Moore. Vậy nếu ông cho phép, xin cho chúng tôi mượn cái áo choàng của ông. Nhân danh Cha
và Con và Thánh Thần. Trong niềm tin lớn lao vào Chúa, con tin bước với thần khí Chúa ở trong con. Benignus, hãy bước ra Benignus. Nhìn kia, thằng bé còn sống. Hãy nhìn đi, có ai mà ngờ được Benignus còn sống. Em vẫn còn sống, dĩ nhiên rồi. Cần phải phí thêm nhiều mạng sống nữa trước khi ông quy phục Thiên Chúa đích thực không? Xin tha cho con. Con mời ai lấy Chúa mà Chúa đã hiện ra cho con trong quyền năng lớn lao như thế, để đến hôm nay giữa lương dân con có thể ca tụng danh Chúa bất cứ chỗ nào con đi tới được. Và làm sao để trên bán đảo này những ai ngày xưa đã thờ lại bụt thần giờ đây có thể được gọi là dân Thiên Chúa? Đức Chúa Con đã đến trong quyền lực của Chúa Thánh Thần. Chính thiên nhiên cũng cho ta thấy làm sao ba lại là một, ba ngôi thiêng liêng lại là một Thiên Chúa: Cha, Con và Thánh Thần. Xin chào các cha. Chuyến đi có xa không ạ? Thật xa. Ở đây quê quá. Chúng tôi được Đức Cha Quentin sai đến đây. Ngài là chủ tịch hội đồng giám mục. Đức Cha Patrick sẽ rất là mừng nếu các cha có giấy tờ chứng minh là thật. Vâng, dĩ nhiên. Dạ, phía kia. Xin làm ơn, có ai cho chúng tôi biết cha Patrick hiện đang ở đâu không? Người ta nói rằng chúng ta có thể tìm ngài ở đây. Tôi là Patrick đây, Đức cha Patrick. Phải. Chẳng có bông huệ nào trong cánh đồng này. Các cha được Đức cha Quinton sai tới. Vâng. Ngài gọi là hỏi thăm Đức cha. Chắc các vị rất mệt vì chuyến đi. Đức cha có vẻ thích công việc ở đây. Ở đây chúng tôi rất bận bịu phục vụ quần chúng, như các cha có thể thấy khi các cha ra đồng để giảng. Đồng nào? Chúng tôi có các nhà truyền giáo ở đây. Vâng, thưa Đức cha, Đức cha sai chúng con tới đây để nói về chuyện họ giáo hội Anh Ireland phải đóng thuế cho giáo hội Anh Quốc và nghĩ đến việc trao mọi thẩm quyền về cho giáo hội Anh. Thế à? Chúng tôi đang muốn xây dựng lại hệ thống quản trị thuộc giáo quyền để có thêm các linh mục và tu sĩ. Sao cơ? Ông ta làm sao? Vâng, Ngài gửi chúng con về. Chúng con thấy thật là tuyệt. Chính vì thế chúng con thức suốt đêm để nghe Ngài kể chuyện, quên cả mệt đồ chó chết. Ô, tôi mất tự chủ, tôi thấy giận quá. Tôi thấy đáng nhục thật. Ông ta muốn làm thủ lãnh ở Anh Ireland. Ông ấy lại phục vụ La Mã thay vì chúng ta. Con chẳng có ấn tượng đó, nhưng Ngài gửi tiền đến cho La Mã nữa. Ngài xây dựng các thánh đường để các tù trưởng ở đó gia nhập tu hội của Ngài và được thụ phong. Ông ấy đã dùng tiền của giáo hội để mua nô lệ. Dạ, chúng con không dám nghĩ thế đâu. Ông ta không có quyền để sử dụng tiền của giáo hội. Ông ấy phải trả lời với tôi về tất cả những vấn đề này. Sao? Con không nghĩ rằng Ngài đã xử sự như thế. Cái tệ là ông ta có quá nhiều bạn thân ở tòa thánh, các hồng y, các giám mục.
Tôi đã từng nghĩ người này muốn lợi dụng bọn lương dân để thỏa mãn cái tham vọng giành cường lực của y. Tôi muốn hắn bị trục xuất khỏi Ái Nhĩ Lan. Cha rửa cho con, ô nhân, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cha rửa cho con Brandon, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Thật là hạnh phúc khi được chứng kiến cả một hòn đảo phát triển mau chóng, dẫn thân đi tìm chân lý của Chúa. Thưa giám mục Patrick, con cần nói chuyện với Đức Cha. Con có nhiều bạn trong giáo hội Anh Quốc, và họ gửi tin cho con biết có nhiều điều xấu xảy ra cho Đức Cha. Nhưng Cha đã nhận thơ trách cứ của Đức Cha Quinton, nói rằng Cha đã trục xuất mấy cha ngài gửi tới đây. Vâng, con biết. Nhưng Đức Cha phải cảnh giác, thành công của Đức Cha nơi đây gây nên biết bao nhiêu ghen tức. Cha không tin rằng Cha sinh ra đời để làm hài lòng các giám mục Anh đâu. Con rất tôn trọng Cha. Con tin rằng một số công cụ của Đức Cha đã bị ngài Quinton kết án từ lâu rồi. Anh không tin rằng Chúa ở phía Đức Cha Patrick sao? Thấy chưa? Con quá lo lắng về chính trị và quản lý phần đời. Con sẽ mau bạc đầu lắm và đau tim nữa đấy. Giết luôn cả đàn bà và con nít nhé. Việc làm của Corinthicus, người quý tộc và có quyền lực, luôn tạo nỗi khiếp sợ lớn lao trong vùng này. Hắn là người đi săn lùng trẻ em và bắt chúng làm nô lệ, và phụ nữ bị đưa bắt về để phục vụ cho quân đội của y. Quả thật, ông ta không còn biết sợ Chúa nữa. Chúng ta phải viết ngay về cho giám mục Quentin, phải có biện pháp trừng phạt Corinthicus. Biện pháp gì đây? Suy từ thái độ mới đây của người Anh, nghĩ là làm cho người Anh, họ cho rằng mắt thêm mắt, răng đền răng, và chắc chắn tên Corinthicus này sẽ bước vào nhà thờ địa phương, đầu hắn vẫn cất cao. Nhưng tôi không thể để thế được. Tôi sẽ làm một quyết nghị ra vạ tuyệt thông cho Corinthicus, và hắn sẽ bị cấm không được vào bất cứ nhà thờ nào, và sẽ bị mọi Kitô hữu tránh xa suốt đời hắn. Patrick, nếu Đức Cha phạt vạ tuyệt thông người này, Đức Cha tự công bố rằng mình có quyền trên các tín hữu người Anh. Như thế Đức Cha đã trực tiếp xúc phạm đến giáo hội Anh Quốc. Họ muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Anh có biết không, chú đứng về phe Patrick? Tôi biết tiếng nói của Patrick được thiên đàng nghe. Nhưng ai dám bảo đảm tiếng nói của thiên đàng được các giám mục nghe? Bây giờ ông ta lại khẳng định quyền tối thượng trên giáo hội Anh Quốc. Tôi xin triệu tập hội nghị hội đồng giám mục này để trục xuất giám mục ấy. Có lẽ giám mục Patrick hành động hơi vội. Nhưng trước những gì người ta tố cáo về Corinthicus, có lẽ chúng ta nên có thái độ hiểu biết, dung hòa hơn với hành động của Patrick. Thưa giám mục Brilliant, tôi muốn biết nếu Đức Cha là người hỗ trợ trung thành nhất của Patrick, vẫn tiếp tục lên tiếng để bảo vệ ông ấy chứ? Patrick là người nhiệt thành và rất chân thực, là một thị nhân. Theo tôi, cái bọn thị nhân chẳng làm được gì cả hơn là gây rối mà thôi. Ông ta từ chối không làm việc với các linh mục người Anh hay trả lại quyền hạn và đóng thuế cho chúng ta. Chúng ta chẳng biết ông ấy dạy cái thứ tôn giáo nào, và các phép lạ mà ông này thực hiện là công việc của Chúa
hay là quyền lực của ông ấy bắt nguồn từ ma quỷ? Không thể thấy được. Rõ ràng là Đức Cha rất tin tưởng Patrick. Cho nên Đức Cha cũng tin vào sự trở lại của lương dân nữa. Nên chắc tôi sẽ trao cho Đức Cha nhiệm vụ tới phía Nam Tô Cách Lan để thiết lập một cộng đoàn giáo hội với lương dân ở đó. Thưa Đức Cha, con không muốn chống lại Đức Cha hoặc là Đức Cha Patrick. Nhưng cha có vẻ mù quáng trước sự nguy hiểm của công việc của ông ta. Cha không còn ích lợi gì cho giáo hội Anh Quốc nữa. Có lẽ thực sự cha nên rời xa chúng tôi. Con chỉ biết một việc qua đó. Con thấy Patrick có thể bị cáo. Đức cha có bổn phận phải nói ra, nhưng chuyện đó quá nhỏ để có thể cho ta để ý. Tôi đây sẽ là người đánh giá chuyện đó. Patrick đã thú nhận với con là lúc còn trẻ, anh ấy đã đi dự một lễ bên lương. Tôi biết mà, tôi biết là hắn ta đã bị quỷ nhập. Nhưng ngài đã hối lỗi đó rồi. Đúng. Nhưng ma quỷ đã xâm nhập vào linh hồn hắn và ở lại trong đó. Sau cùng, Đức Cha đã cho tôi cái tôi cần, Brilliant. Đức Cha đã phục vụ giáo hội rất tốt. Người bạn thân nhất của tôi đã phản bội tôi. Làm thế nào mà ngài lại có thể kết án tôi vì một điều mà trước đó ngài đã sẵn lòng tha thứ thì tôi vẫn chưa hiểu được. Thưa Đức Cha, con đến đây để đánh thức Đức Cha. Xong rồi, cha vừa viết xong bản trả lời cho những lời cáo buộc. Cha sẽ gửi đến Anh Quốc. Những điều Đức Cha viết để trả lời cho cáo buộc của Đức Cha Quentin có vẻ ngốc nghếch lắm sao. Xin hãy để cho con đem bản tuyên ngôn này để trình bày thay cho Đức Cha. Cha không thể để con tham gia vào cuộc chiến này. Con không muốn vô phép, nhưng cái học của con xin được để phục vụ Đức Cha. Con có đủ lời lẽ để đối phó với họ. Được rồi. Xin Chúa ở cùng con trong công việc này. Tôi xin công bố trước mặt Chúa rằng tôi chỉ là đầy tớ vô dụng của Ngài ở Hải Nhĩ Lan này, và Ngài đã chọn tôi cho công cuộc đó. Và như thế, ngay cả nếu tôi không muốn trở về Anh Quốc, tôi bị ràng buộc bởi thần khí rằng nếu tôi làm như thế, tôi sẽ đánh hỏng những lao công tôi đã khởi sự. Đây chính là lời tuyên ngôn của tôi trước khi tôi chết. Như vậy, Patrick đã tin chắc rằng chính Chúa muốn ông ta tiếp tục công cuộc phục vụ ở Hải Nhĩ Lan. Thưa Đức Cha, chẳng ai có thể nghi ngờ sự hiến thân của Đức Cha Patrick cho công cuộc của Ngài. Ngài trở thành nguồn linh ứng cho tất cả những ai quanh Ngài, nhất là những ai được diễm phúc làm bạn với Ngài. Đấy là chẳng qua là cái nghệ thuật của Patrick để duy trì cái vương quốc riêng tư của ông ta và thiên đàng trên trần thế này, tự lập khỏi mẹ giáo hội nơi đây ở Anh Quốc này. Patrick chỉ bị đốc thúc bởi tình yêu của Ngài cho Thiên Chúa và Hải Nhĩ Lan. Ngài không phải là một chính khách, không phải là một người tham quyền cố vị. Ngài là một thị nhân. Patrick là ai không phải là vấn đề để bàn cãi ở đây. Giản dị là xem ông ấy có khả năng cai trị hay không. Nếu ông ta không đến đây trước mặt chúng tôi để trả lời những cáo buộc này, ông ấy không phải chỉ bị đình chỉ công tác, mà còn hoàn toàn bị vạ tuyệt thông khỏi giáo hội. Đấy, con người của Đức Cha Quentin là rất dứt khoát. Thưa Đức Cha, sang Anh Quốc là rất nguy hiểm cho Ngài. Nếu tôi bỏ Anh Nhĩ Lan, họ sẽ chẳng bao giờ cho tôi trở lại đây nữa. Dĩ nhiên người Anh ở lại đây sẽ rất thích. Vậy thì xin Đức Cha quên đi, chuyên cho vào công việc. Họ sẽ phạt vạ tuyệt thông tất cả chúng ta. Họ không thể làm thế. Họ có thể hủy bỏ giáo hội mà chúng ta đã vất vả thiết lập.
chỉ khổ cho người Á Nhĩ Lan chưa được trưởng thành lắm trong đức tin Kitô hữu của họ để thực hiện giấc mơ từng hòn đá một. Nhưng hãy nhìn tất cả những gì chúng ta đã đạt được. Chúa đã sai chúng ta tới đây và chúng ta phải quy phục Thánh ý Ngài. Ngay cả nếu cha phải rời khỏi đây, chắc chắn các con vẫn vững mạnh trong bàn tay Thiên Chúa. Xin cho ý Ngài được thành sự. Rồi cái gì nữa đây? Cha đâu thấy sao đâu. Làm gì mà mặt các con nặng nề thế? Chắc ở dưới phố kia người ta xôn xao lắm hả? Thưa Đức cha Patrick, chúng con nhận được thư của Đức cha Quinton đòi chúng con phải trở về tu viện. Thế đấy. Họ muốn bỏ cha lại một mình với các linh mục Ái Nhĩ Lan cha đã phong chức. Họ thật khắc nghiệt quá. Con không vâng lệnh được. Dĩ con phải vâng lệnh thôi. Xinius, anh là một người Ái Nhĩ Lan đích thật, nhưng chẳng được cái gì không. Có lẽ đã đến lúc cha phải trở về Anh Quốc. Và như thế, chắc chắn sẽ cản trở sứ vụ của chúng ta ở đây. La Mã Patrick, Đức cha phải đi tới với chính Đức Thánh Cha. Con biết khả năng của cha Sominus. Cha chỉ là một người làm vườn nho cho chú. Cha không phải là một học giả uyên bác. Hai anh thông cảm cho cha. Cha cần có giờ để cầu nguyện và suy nghĩ. Thưa Đức Cha, Brilliant, có phải không? Người bạn thân mến của tôi, thưa Đức Cha Comanus, xin bình an của Chúa ở cùng cha và cũng ở với cha. Nào, đứng dậy đi. Sao Đức Cha có vẻ lo lắng quá vậy? Đây là những lời rất chân thành của Patrick, nhưng chưa đủ để Đức cha Winston thôi không trục xuất Patrick khỏi Ái Nhĩ Lan. William, tại sao con lại mang cái này lại cho cha? Con chính là người mà Patrick đã nói là bạn thân nhất phản bội anh ấy. Con đã nói với Winston về tội mà Patrick đã có lần xưng với con. Con đã sai phạm rất lớn. Con thích phục vụ giáo hội, con đã phản bội Chúa. Vậy con đến đây để xin ơn tha tội. Thưa Đức cha có ảnh hưởng rất lớn trên La Mã và chỉ có sự can thiệp trực tiếp từ Đức Thánh Cha có thể cứu nổi Patrick thôi. Xin Đức cha can thiệp với Đức cha, Đức Thánh cha cho Patrick không? Cha đã già rồi, yếu lắm và bỏ việc triều chính từ lâu rồi. Việc này chỉ có thể được thực hiện bởi một ai đó trẻ khỏe và có đủ kiến thức để tới La Mã và có thể thực sự giải thích trường hợp của Patrick. Không phải là con đâu. Con không thể đi được. Tại sao không? Con đã phục vụ giáo hội suốt đời con. Và con cũng. Và con sẽ mất tất cả nếu con phải nói lên sự thật qua mặt Đức Giám Mục Acquaintance và đi tới với Đức Thánh Cha chứ gì. Acquaintance là người có quyền lực và cũng có tính ghen tị. Cha tự hỏi không biết Patrick có nổi giận. Patrick chẳng có quyền lực gì ngoài quyền của Chúa. Và tất cả vấn đề là ở đó. Có đúng không? Giám mục Acquaintance đã tố cáo Patrick thiết lập một giáo hội để thỏa mãn khát vọng quyền lực của riêng mình. Cha tự hỏi liệu Chúa có đồng ý với lời cáo buộc đó không? Nhưng giáo hội được điều hành không phải bởi Chúa mà là bởi các bề trên. Con sẽ mất tất cả. Thực ra con đã mất rồi. Nhưng Chúa chúng ta đã phán, nào có ích gì khi con được cả thế gian mà mất linh hồn của con? Patrick, cha đi đâu vậy? Đây là cuộc hành trình của cha, không phải của con. Hãy để con cùng đi với cha bên cạnh cha. Cha lên đỉnh núi. Con nghe nói, con nhỏ cha đã thấy Chúa rồi. Đúng, đúng thế. Xin nói cho con, hồi con nhỏ cha như thế nào? Lâu quá rồi. Hồi đó cuộc sống rất khó, phải đau đớn nhiều. Nhưng cha đã tìm được sức mạnh trong tâm hồn và hạnh phúc trong con tim của cha. Vâng, mỗi ngày đều là như thế. Con thấy niềm vui lớn lao nhất là khi chúng ta thấy người khác cởi mở cõi lòng của họ.
Benikes, bây giờ cha nói với con, con là người kế vị cha. Khi cha đi rồi, con sẽ nắm cây gậy này trong tư cách giám mục Ái Nhi Lan và sẽ tiếp tục công việc. Patrick, con xin cha đừng đi Anh Quốc, hãy ở lại đây, hãy ở lại Ái Nhi Lan này. Dầu cha đi bất cứ đâu, đây mới là chỗ trái tim cha sẽ ở lại. Nhưng thôi, về đi. Cha phải ăn chay và cầu nguyện. Cha phải xin Chúa hướng dẫn. Lạy Chúa, con cầu xin Chúa. Ôi Lạy Chúa, xin giúp con. Con chìm xuống đáy vực thẳm, không được giải thoát. Có rất nhiều người muốn tiêu diệt công việc của con. Địch thủ đặt điều tố cáo con. Patrick, ta muốn để con bị đau khổ ở trần thế. Hãy chăm lo cho tương lai của Ái Nhi Lan mà con đã xây dựng. Con hãy gieo hạt giống nảy sinh thành giáo hội. Con đã rao truyền lời Chúa và đã xây dựng nhiều trung tâm học hành. Con đã thắp lên ngọn lửa sẽ soi chiếu phần đất Âu Châu đen tối này, đem lại văn minh cho nó. Con đã vạch ra đường lối truyền giáo để rao truyền lời Chúa trên tất cả mọi miền đất cho đến tận thế. Brilliant, bạn rất thân của tôi. Mừng được gặp anh. Patrick, anh vẫn còn đủ nhân từ để gọi tôi là bạn sau khi tôi đã phản bội anh sao? Có điều là tôi chẳng nhận được 30 đồng bạc nào cả. Trong quá khứ anh đã tha tội cho tôi. Làm sao tôi không thể tha thứ cho anh được? Tay anh là tay của nông dân, rất khác với những bàn tay tôi vẫn quý trọng ngày xưa. Vâng, công việc của tôi đã đem tôi xa khỏi những tiện nghi của nhà thờ chính tòa. Những ngọn núi này chính là nhà thờ chính tòa của tôi. Vậy là họ đã sai anh tới đây để chuyển thơ trục xuất tôi ra khỏi Ái Nhi Lan hay sao? Thơ của chính thức Thánh Cha đấy. Ngài chính thức phê duyệt anh và công việc của anh. Thẩm quyền của anh nơi đây sẽ trở thành bất khả xâm phạm. Anh sẽ là giám mục Ái Nhĩ Lan và không ai có quyền cất điều đó khỏi anh. Bây giờ anh có thể kết thúc công cuộc của anh. Công việc của tôi mới chỉ bắt đầu thôi. Và như thế tôi cảm tạ Thiên Chúa. Ngài làm tôi mạnh sức trong mọi việc, để tôi có thể tiếp tục công cuộc hành trình và công việc của tôi. Này, chúng ta chính là những chứng nhân của việc tin mừng được rao giảng cho đến ngày tận thế. Và trong con tim của dân Ái Nhi Lan, sứ điệp của Chúa đã được đón nhận cho đến muôn đời. Patrick đã sống suốt những ngày còn lại ở Ái Nhi Lan và được an táng ở Downpatrick. Ngày nay Ngài được tôn kính như thánh quan thầy của dân Ái Nhi Lan trên khắp thế giới.